Tập căn bản số 4 Cho tới điểm này Bạn đã dành gần hết thời gian Cho khóa thiền Có thể bạn bắt đầu cảm thấy lười biến Sau khi quyết định rằng Mình đã chẳng thực hiện được Một tiến bộ thỏa đáng nào Bạn không nên đầu hàng như thế Hãy đơn giản ghi nhận Sự việc lười biến Trước khi bạn có được Sức mạnh đầy đủ Trong sự chú tâm định và tuệ giác bạn có thể hoài nghi tính chính xác hay hữu ích của phương pháp tu tập này trong trường hợp như vậy hãy xoay sự quán sang ý nghĩ hoài nghi bạn có mong đợi hay ước muốn có được những kết quả tốt đẹp không nếu có hãy lấy những ý nghĩ ấy làm đề tài cho việc quán của bạn mong đợi hay ước muốn bạn có đang cố gắng nhớ lại cách trong đó sự tu tập đã dẫn đến điểm này không có vậy hãy quán sự hồi tượng ấy có lúc nào bạn xem xét đối tượng quán để xác định xem nó là tâm tức danh hay vật chất tức thân không nếu có hãy hay biết sự xem xét đó bạn có hối tiếc rằng đã không có một sự tiến bộ nào trong việc quán của bạn không nếu có hãy nhìn vào cảm giác hối tiếc ấy ngược lại bạn có vui khi thấy việc quán của mình đang tiến bộ không nếu bạn vui hãy quán cảm giác vui mừng ấy đây là cách bạn ghi nhận trong tâm từng trạng thái tâm khi nó khởi lên và nếu không có những ý nghĩ hay sự nhận thức nào xen vào để bạn ghi nhận bạn nên quay lại việc quán phòng và xẹp trong một khóa thiền nghiêm túc thời gian thực hành là từ khoảnh khắc đầu tiên bạn thức dậy cho đến khi bạn rơi vào giấc ngủ xin lặp lại bạn phải luôn luôn bận rộn với hoặc là bài tập căn bản hoặc là sự chú tâm chánh niệm suốt cả ngày đêm ngoại trừ giờ ngủ không có sự thư giãn xả hơi khi bạn đạt đến một giai đoạn nào đó của tiến bộ trong việc quán bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ cho dù những giờ thực hành này có kéo dài lâu trái lại bạn còn có khả năng liên tục quán chiếu cả ngày lẫn đêm. Tóm tắt Điều được nhấn mạnh trong phần tóm tắt ngắn gọn này về sự tu tập là bạn phải quan sát từng hiện tượng tâm lý tốt hoặc xấu khi chúng khởi lên, quan sát từng chuyển động lớn nhỏ của thân, từng cảm thọ, thân thọ hay tâm thọ, dễ chịu hay khó chịu, và dân dân nếu trong quá trình tu tập những lúc không có gì đặc biệt để quán hãy dồn hết sức chú tâm vào trạng thái phòng và xẹp của bụng khi bạn có bất kỳ hoạt động cần thiết nào phải đi lúc đó trong sự hay biết trọn vẹn mỗi bước phải được ghi nhận tóm tắt như bước bước hoặc phải trái nhưng khi bạn đi kinh hành đi như một bài tập bạn phải quán mỗi bước làm ba phần dở bước đạp nhấc lên, đưa về trước, hạ xuống. Hiền sinh dốc toàn lực và việc thực hành cả ngày lẫn đêm như thế, trong thời gian không quá lâu, chắc chắn có thể phát triển được định để tới giai đoạn đầu của mức độ tuệ thứ tư, sanh diệt tuệ, và từ đó trở đi sẽ đạt đến những giai đoạn cao hơn của thiền minh sát. Vipassana Tại sao lại phải thiền. Phikhu Bibya Nanta Có người không ngừng tìm kiếm những phương cách để gia tăng hạnh phúc, sự bình yên tâm hồn và hòa hợp của họ. Theo ý kiến chung thì hạnh phúc thường tìm được qua sự giàu có, quyền lực hoặc địa vị xã hội, hoặc qua việc sử dụng một ống kem đánh răng, một hộp kem bôi mặt, hay được lái một chiếc xe nào đó. Ít ra thì điều này cũng là những gì mà quảng cáo nói. Con người tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề của họ qua gia đình, công việc làm ăn, người cộng sự, bè bạn, dân dân. Họ cố gắng thay đổi những điều kiện bên ngoài, nơi thể xác của họ, nơi môi trường xã hội và chính trị của họ. Lúc theo cách này, lúc theo cách khác, vì họ tin rằng Cuối cùng khi thế gian trở nên hoàn hảo, họ sẽ có hạnh phúc và bình yên. Nhưng họ quên rằng, những điều kiện lúc nào cũng thay đổi và thay đổi không ngừng. Ngay trước khi những giấc mơ của họ được hoàn thành, mọi vật đã thay đổi và sự hứa hẹn của hạnh phúc cũng tàn phai giống như sương mai lúc rạng đông vậy. Họ càng gắng sức dương tới hạnh phúc, hạnh phúc dường như càng lãng tránh xa giống như con bướm rập rờn lôi cuốn gần bên nhưng không thể bắt được chụp bắt là phương pháp sai lầm mà hầu hết mọi người áp dụng để mưu tìm sự bình yên và hòa hợp họ tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó ngoài bản thân họ trong thế giới bên ngoài thay vì tìm chúng ở bên trong nhiều người đang bắt đầu khám phá tâm cội nguồn hạnh phúc và phiền muộn thật sự của họ và để xoay sự chú ý của họ vào con người bên trong hay tâm này thiền là phương cách thực sự hữu hiệu ngày nay thiền đã hấp dẫn rất nhiều người từ mọi địa vị xã hội từ mọi chủng tộc và tôn giáo khác nhau tại sao bởi vì tâm làm việc chẳng cần biết đến chủng tộc hay tôn giáo mà một người thuộc về là gì công việc của thiền là để hiểu biết bản chất của tâm và để sử dụng nó một cách hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày tâm là bí quyết đưa đến hạnh phúc và cũng là mấu chốt cho vấn đề khổ đau. Để hiểu được tâm và sử dụng nó thật tốt là một công việc vượt qua mọi rào cản, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo. Thật sự, thiền có thể được thực hành bởi bất cứ ai bất chấp nhãn hiệu tôn giáo của họ. Những lợi ích của thiền Con người mãi tất bực đi tìm mọi cách để có được lạc thú trong cuộc tranh giành quyết liệt ngày nay còn thiền đem lại cái gì những lợi ích của thiền có thể kể ra như sau nếu bạn là một con người đa đoan bận rộn thiền có thể giúp bạn giữ sạch căng thẳng và tìm được một sự thư giãn nào đó nếu bạn là một con người hay lo lắng thiền có thể làm cho bạn trấn tĩnh lại và giúp bạn tìm được sự bình yên vĩnh viễn hoặc tạm thời nếu bạn là một con người có những vấn đề không bao giờ dứt thiền có thể giúp bạn phát triển lòng can đảm và sức mạnh để đương đầu và vượt qua những vấn đề ấy nếu bạn thiếu tự tin thiền có thể giúp bạn lấy lại sự tự tin bạn cần tự tin này là bí quyết của thành công nếu bạn có sự sợ hãi trong tâm thiền có thể giúp bạn hiểu ra bản chất thực của những đối tượng đang làm cho bạn sợ hãi nhờ đó bạn có thể vượt qua sự sợ hãi trong tâm bạn nếu bạn luôn luôn không hài lòng với mọi thứ dường như trong đời không có gì là vừa ý cả thiền sẽ cho bạn cơ hội để phát triển và duy trì được một sự thỏa mãn nào đó trong tâm hồn nếu bạn là người hoài nghi và không quan tâm đến tôn giáo thiền có thể giúp bạn vượt qua sự hoài nghi và thấy được một giá trị nào đó trong sự hướng dẫn tâm linh nếu bạn bị chán nản và đau khổ do không hiểu biết về bản chất của cuộc sống và thế gian thiền sẽ hướng dẫn bạn một cách chân thành và giúp bạn hiểu được rằng bạn đã mất thăng bằng vì những chuyện không cần thiết nếu bạn là một người giàu có thiền có thể giúp bạn nhận ra bản chất của sự giàu sang và làm thế nào để tận dụng nó cho hạnh phúc riêng của bạn cũng như cho tha nhân nếu bạn là người nghèo khó thiền có thể giúp bạn có một sự mãn nguyện nào đó và không nuôi dưỡng lòng ganh tị đối với những người hơn bạn nếu bạn là một người trẻ tuổi đang đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời và bạn không biết phải xoay qua hướng nào, thiền sẽ giúp bạn hiểu đường nào bạn nên đi để đạt đến đích thích hợp. Nếu bạn là một người có tuổi, đã chán ngấy cuộc đời, thiền sẽ đưa bạn đến chỗ hiểu biết sâu xa hơn về cuộc đời. Sự hiểu biết này sẽ làm cho bạn dơi đi những ưu tư về cuộc sống và tăng thêm niềm vui. Nếu bạn là người nóng tính, bạn có thể phát triển sức mạnh để vượt qua nhược điểm nóng nảy, sân hận và bực bội này. Nếu bạn là người hay ghen tị, bạn có thể hiểu được sự nguy hiểm của ghen tị. Nếu bạn là kẻ nô lệ cho năm giác quan, bạn có thể học cách làm thế nào để trở thành chủ nhân của những dục vọng của bạn. Nếu bạn là người nghiện rượu hay nghiện ma túy, bạn có thể biết cách vượt qua thói quen nguy hiểm từng nô dịch quá bạn này nếu bạn là người si mê thiền sẽ cho bạn cơ hội để trao dồi một số kiến thức nào đó hữu dụng và lợi ích cho bản thân bạn cũng như cho bạn bè và gia đình bạn nếu bạn thực tâm hành thiền này cảm xúc của bạn sẽ không có cơ hội biến bạn thành một kẻ ngu nữa nếu bạn là một người có trí thiền này sẽ đưa bạn đến sự giác ngộ tối thượng lúc đó bạn sẽ thấy mọi vật đúng như chúng là chứ không như chúng dường như là. Nếu bạn là người thiếu cương quyết, thiền này có thể củng cố cho tâm bạn để phát triển sức mạnh ý chí của bạn và vượt qua sự yếu đuối này. Trên đây là một số những lợi ích thực tiễn xuất phát từ việc hành thiền. Những lợi ích này không có cửa tiệm hay gian hàng nào bán, tiền không thể mua được chúng, những lợi ích ấy dành cho bạn những người hành thiền lúc ban đầu loại chánh niệm này quả thực như có một cái tâm chánh niệm đang quan sát những tâm khác mà kỳ thực tất cả đều nằm trong dòng tâm tương tục của mỗi người bằng cách ý bạn phát triển được khả năng nhìn vào tâm và để thấy xem nó đã đi đâu chuẩn bị cho việc hành thiền chọn một chỗ hành thiền Trước tiên, khi bạn mới bắt đầu hành thiền, bạn nên chọn một nơi yên tĩnh. Ở đây bạn có thể thực hành những bài tập của mình. Cố gắng tìm một nơi tránh xa những náo động và lăng xăng của cuộc sống bận rộn. Nơi hành thiền có thể là một căn phòng, một khu giường hay trong phòng ngủ của bạn. Nói chung bất cứ chỗ nào yên tĩnh mà bạn có thể tìm thấy. Khi bạn đã tìm được một nơi như vậy, gắn bó với nó, không nên liên tục thay đổi nơi hành thiền khi thiền của bạn tiến bộ bạn có thể thực hành những bài tập thiền ở nơi làm việc hàng ngày của bạn cũng được không cần thiết phải đi vào độc cư thường xuyên hãy nhớ rằng khi bạn đã phát triển được thiền của mình rồi bất cứ nơi nào cũng có thể là nơi hành thiền được cả chọn thời gian thời gian là do bạn quyết định bất cứ giờ nào bạn chọn giờ ấy sẽ chỉ là giờ dành cho việc hành thiền trong thời gian này bạn phải quyết định quên hết mọi việc khác những hoạt động hàng ngày những lo lắng về điều này điều nọ và những chuyện đại loại như thế hãy nhất quyết không để cho bất cứ chuyện gì ở đời xen vào việc hành thiền của bạn cũng quyết tâm vững chắc dành một thời gian đều đặn cho việc thực hành hàng ngày hãy nhớ rằng khi bạn đã phát triển được thiền của mình bất cứ lúc nào cũng là lúc hành thiền nếu bạn đã đạt đến giai đoạn này thì thiền là một phần của cuộc sống hàng ngày của bạn thiền sư có lẽ bạn cảm thấy cần phải có một người nào đó trợ giúp hướng dẫn và chỉ dẫn cho bạn không phải lúc nào cũng dễ tìm một vị thiền sư thích hợp có đầy đủ tư cách nếu bạn có những người bạn đã từng hành thiền, hãy nói chuyện với họ. Những người ấy có thể là thầy của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ cuốn sách hay bài báo nào viết về thiền, hãy đọc chúng. Những cuốn sách ấy có thể là thầy của bạn. Nếu bạn có khả năng tìm được một vị thầy, cần nhớ rằng người thầy chỉ là một người bạn và là một người hướng dẫn. Họ không thể làm công việc thiền thay cho bạn được. Họ không thể làm công việc chứng ngộ thay cho bạn được. Nếu bạn có thể khéo tu tập định và chánh niệm của bạn cho được mạnh mẽ, trong sáng và liên tục, lúc đó chánh niệm là thầy của bạn. Người thầy thật sự của bạn nằm ở bên trong. Oai nghi ngồi Đối với việc tọa thiền, bạn có thể ngồi trong tư thế bán già hoặc kiết già nếu những tư thế này khó chọn cách ngồi nào thoải mái miễn sao giữ thẳng lưng và duy trì được một thời gian lâu có thể ngồi trên một cái ghế nhựa để chân trên sàn không căng thẳng nhớ là ngồi thẳng lưng một cách thoải mái chứ đừng dựa nếu không bạn có thể buồn ngủ giữ cho thân thăng bằng trong tư thế thẳng đứng nhờ vậy bạn có thể duy trì đều đặn mà không căng thẳng hay tê cứng nếu cổ và xương sống không giữ thẳng, bạn có thể sẽ cảm thấy đau sau ít phút. Thiền là gì? Thiền đơn giản là sự chánh niệm. Nếu như bạn quan tâm đến việc hành thiền, bạn phải học cách làm thế nào để phát triển sự tập trung của bạn qua thiền chỉ hay thiền định, hoặc thiền quán hay thiền minh sát. Ngược lại, sau khi đã biết cách phát triển chánh niệm, bạn có thể chỉ hành một mình thiền minh soát thôi là đủ nếu như bạn quan tâm tới việc sử dụng thiền chỉ hay thiền định trong cuộc sống hàng ngày của bạn lúc đó hãy học cách áp dụng định trong cuộc sống hàng ngày còn nếu bạn quan tâm đến việc áp dụng thiền minh soát này thì chỉ học cách áp dụng chánh niệm trong đời sống hàng ngày của bạn sống thiền chỉ giản dị là sự phát triển và áp dụng chánh niệm vào những kinh nghiệm và sự kiện thông thường trong cuộc sống hàng ngày của bạn mà thôi. Samatha thiền chỉ. Samatha là một phương pháp luyện tâm dành cho những người thích phát triển định lực. Thiền chỉ chủ yếu tạo ra sự nhất tâm hay định. Nhất tâm là một trạng thái tập trung, trong đó các khả năng và sức mạnh tinh thần tập trung lại và được điều khiển bởi sức mạnh ý chí ý lực hướng vào một điểm hay một đề mục nào đó một cái tâm chuyên nhất như vậy gọi là tâm định hay tâm hợp nhất tâm chuyên nhất là tâm ngược lại với tâm tán loạn hay tâm phân tán bình thường các trạng thái tâm của chúng ta phân tán đi mọi hướng nhưng nếu sự tập trung được gắn chặt trên một đối tượng lúc đó bạn bắt đầu hiểu được bản chất thực của đối tượng đó. Tiến trình tập trung dần dần chuyển đổi các trạng thái tâm cho đến khi toàn bộ năng lực tinh thần cùng hội tụ vào một điểm. Mục đích của việc phát triển sự nhất tâm này là gì? Nếu bạn luyện tâm theo cách này, bạn sẽ đem lại sự trấn tĩnh và vắng lặng cho tâm, đồng thời tập trung được sự chú ý của bạn vào một điểm. Nhờ thế, ngăn tâm không cho phân tán và phung phí năng lực hữu ích của nó. Một cái tâm an định tất nhiên không phải là mục đích ở đây. Sự an định của tâm chỉ là một điều kiện cần thiết cho việc phát triển minh sát. Nói cách khác, tâm an định là cần thiết nếu như bạn muốn có một cái nhìn thấu suốt vào chính mình để có được một sự hiểu biết sâu xa hơn về bản thân và thế gian. Thiền chỉ luyện tâm đến các giai đoạn định khác nhau ở những giai đoạn rất cao của định gọi là bậc thiền rahana người ta có thể phát triển các năng lực thần thông tuy nhiên những trạng thái tập trung cao hay bậc thiền như vậy là không cần thiết hoặc thực tiễn đối với hầu hết mọi người đang phải sống trong tốc độ sôi nổi của cuộc sống hiện đại đối với hầu hết mọi người tâm đang nhảy từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai và từ nơi này sang nơi khác những người như vậy đâu biết rằng họ đã phí mất không biết bao nhiêu là năng lượng tinh thần nếu bạn có thể luyện tâm để duy trì đủ sự tập trung để chú ý đến từng công việc bạn làm từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác như thế là đã khá đủ khi bạn đang đọc sách đi bộ nghỉ ngơi nói chuyện nói chung bất cứ những gì bạn làm trong cuộc sống hàng ngày Hãy làm với một cái tâm an tịnh và chuyên chú vào từng hoạt động. Học cách để tập trung vào mỗi công việc bạn làm. Hãy sống ngay hiện tại. Nếu bạn muốn tu tập định, công việc đầu tiên của bạn là phải tìm một đề mục thích hợp trên đó bạn có thể tập trung tâm của bạn. Trong thiền Phật giáo, có 40 đề mục thiền chứ không phải là 40 cách thức hay phương pháp bạn có thể sử dụng để phát triển định. Tất nhiên, bạn không cần áp dụng hết tất cả 40 đề mục mà phải chọn một đề mục nào đó thích hợp với căn tánh và khả năng tinh thần của bạn. Nếu bạn không có người thầy để chọn cho bạn một đề mục thích hợp, bạn phải thử nghiệm và tự chọn lấy cho mình. Dưới đây là một số hướng dẫn để bạn tự tìm cho mình một đề mục thích hợp cho sự định tâm. Đề một phải trung hòa, nếu nó gợi lên bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào của tham sân dân dân, bạn không thể an tịnh tâm được mà chỉ làm cho tâm bất an và dao động. Đề một có thể ở bên trong hay bên ngoài. Một đề một bên trong là những gì ở bên trong bạn. Những đề một bên trong thường là hơi thở, tâm từ, tâm bi, dân dân. Một đề mục bên ngoài có nghĩa là một đề mục nằm bên ngoài bạn. Thí dụ, một hình ảnh của Đức Phật, một bông hoa, một ngọn núi, một dòng ánh sáng, một ngọn đèn cày vân dân. Đề mục phải vừa ý và có thể chấp nhận được giới tâm. Nếu tâm luôn luôn loại bỏ đối tượng, sức tập trung sẽ bị yếu đi. Nên nhớ rằng, đề mục thích hợp với tâm lúc này có thể không chấp nhận được với tâm lúc khác. Chẳng hạn, sau một cơn giận, thật khó mà dùng tâm từ như một đề mục cho sự tập trung của bạn. Vào những lúc như vậy, cảm xúc nóng giận tự nó có thể được dùng như một đối tượng rất tốt cho sự tập trung. Một khi bạn đã chọn được đối tượng rồi, công việc của bạn lúc này chỉ giản dị là giữ cho tâm gắn chặt trên đối tượng như thể bạn giữ một con vật bằng cách cột chặt nó vào cây cọc vậy. Mấu chốt của các bài tập tập trung này là giữ tâm trên một đối tượng để loại trừ các đối tượng khác. Nhờ gom tâm trên đối tượng, tâm dần dần trở nên an tịnh và thư giãn. Dưới đây là một số bài tập tập trung mà bạn có thể tu tập như một bài tập thiền chính thức hay như một phần của những hoạt động hàng ngày của bạn bài tập sức khỏe. Trong khi đi tới đi lui, chỉ giữ ba ý niệm này trong tâm, an vui, mạnh khỏe và tráng kiện. Cứ tiếp tục lập đi lập lại những chữ này, tập trung tâm trên những chữ này cho đến khi bạn có thể cảm nhận chúng trong thân một cách tự nhiên. Bài tập suy nghĩ Trong khi suy nghĩ về một đề tài gì, giữ tâm trên đề tài ý giữ sự tập trung của tâm chỉ trên đề tài đó dưới sự suy xét. Không xem xét bất cứ một ý tưởng ngoại lai hay không liên quan nào. Những bài tập trong công việc hàng ngày. Khi bạn đọc một cuốn sách, giữ cả mắt lẫn tâm của bạn trên cuốn sách. Khi bạn quét nhà, giữ tâm trên việc quét. Khi bạn đọc cho ai đó, viết một lá thư, giữ tâm trên việc đọc, chứ không phải trên người thư ký hãy học cách tập trung trên những gì bạn làm từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác đây là sống trong hiện tại hãy sống ngay hiện tại ngay hiện tại